Xin chào anh em, sang năm 2024 rồi, chúng ta đang cần một sản phẩm xe điện ba bánh có mái che, có rèm che nắng và rèm che mưa đúng không ạ? Ngay trước mặt chúng ta đây là sản phẩm Santong M2, có thiết kế cực kỳ đẹp. Và cái thiết kế này đã ra đời được cách đây gần một năm rồi và bây giờ hiện tại có rất là nhiều nhà máy chúng ta đã nhái lại theo cái kiểu dáng này đúng không ạ? Nhưng chiếc đặc điểm trên những cái chiếc xe điện ba bánh Santong là chúng ta không thể lần trốn đâu được. Ví dụ như là lốp, vành, động cơ, IC, acquy, tay ga nó đều đồng bộ đến từ một nhà máy Santong. Đấy. Nếu mà ai có nói với mọi người là những cái logo này dập rất là dế và nhập từ linh kiện một nhà máy khác thì họ đã sai lầm. Vì họ luôn luôn buôn những cái hàng rẻ tiền thì họ hình như là họ đánh giá như thế. Còn nếu mà một cái sản phẩm có logo như thế này đúng không ạ? Thì nó sẽ là của một cái nhà máy đấy sản xuất, nên là mọi người không phải lo về chất lượng đi nhá. Đấy. Không phải là lốp đi nhập một nơi, động cơ đi nhập một nơi thì chúng ta sẽ có một chiếc xe hoàn hảo đâu ạ. Nếu mà một cái nhà máy đến cái chiếc lốp cũng chưa sản xuất được đúng không ạ, mà lại bảo là sản xuất được một cái chiếc xe to đùng như thế này thì anh em có thể tin tưởng được không? Đây, ví dụ lốp của nhà máy Santong sẽ có logo nhà máy Santong tại lốp, và cái lốp này cũng khác hoàn toàn so với những cái lốp trên thị trường nhá. Nhiều gai hơn và đi sẽ bám đường chắc lét hơn. Đấy. Nếu mà linh kiện họ nói là nhập từ nhà máy khác thì tại sao họ bán những cái hàng rẻ, hàng nhái đấy, người ta không dán tên họ lên đúng không ạ? Đấy, thì cũng đặt nhà máy khác dán tên họ lên. Đấy, thì anh em phải chú ý nhé, mua những cái mặt hàng xe điện ba bánh thì rất cẩn thận nhé. Còn về trước mặt của chúng ta sẽ có thiết kế rất là đẹp. Có kính cường lực, có gần gạt mưa bằng điện. Đấy. Xuống phía dưới của chúng ta sẽ có một dải đèn định vị ban ngày và đèn bên trong là 3 bi LED, có hệ thống là đèn Matrix và logo nhà máy Santong dập chính giữa này. Thì cái đời này chỉ có đời 2024 mới có cái logo này thôi nhá anh em nhá. Còn đời về sau này thì chưa hề có logo này. Đấy. Logo nhìn rất là sắc nét này. Đó, mọi người thấy đấy. Và đây sẽ là hệ thống màn hình của chiếc xe này. Đây. Đến cái màn hình của chiếc xe cũng sẽ có logo và ký hiệu của nhà máy Santong dập chi tiết ở bên trong. Đấy, ví dụ như một cái màn hình điện tử đấy thôi mà họ chưa hề sản xuất được mà họ đánh giá là xe của họ chất lượng thì anh em phải xem một chi tiết nào đó rất sắc nét nhé. Ngay kể cả chi tiết cái ốp nhựa của logo nhà máy Santong này đều có logo của nhà máy Santong hết. Đến cái cụm chìa khóa cũng sẽ có này. Đấy, mọi người thấy không? Đến cái chân phanh cũng đã có rồi. Thế theo mọi người thì chúng ta lên đánh giá một cái nhà máy mà họ không có tiềm năng, họ sản xuất những cái phụ kiện đấy mà họ phải đi nhập lại một nơi khác, thì theo mọi người cái nhà máy đấy có xứng đáng là một mặt hàng cao cấp không ạ? Đấy. Trước mặt chúng ta là một sản phẩm xe điện ba bánh Santong M2 nhé, hàng chính hãng. Đến cái bộ rèm này thôi cũng sẽ được chia thành 3 khúc, mọi người thấy không? Và có logo Santong rất sắc nét ở đây, và cái lớp rèm này có lớp lì bên trong này, nhìn rất là đẹp. Và cái rèm này thì nó lại là lửa được may màu xám, và lửa trên chúng ta sẽ có thể quan sát ở phía bên ngoài nhé. Đấy. Với hệ thống tay ga của chúng ta vẫn có hai lúm gài phanh ở hai bên, đều có số tiến số lùi hết. Trên những cái chiếc xe này 1, 2, 3 nhanh chậm ở đây có nút B khóa an toàn trẻ con, có công tắc đèn xi nhan này. Đấy, còi này, đèn pha này. Đấy. Bây giờ xem đèn pha của chiếc xe này và đèn xi nhan nó sẽ như thế nào. Đây, đây là hệ thống đèn pha gần. Khi mà chúng ta bật một bóng, có thể chúng ta bật được 3 bóng nhé. Đây, 3 bóng này. Trời ơi, mọi người thấy không? Ban ngày nó đã sáng như thế này rồi. Đây là đèn xi nhan. Chiếc xe này sẽ được sử dụng những cái tính năng gì ưu việt hơn những cái chiếc xe trôi nổi trên thị trường. Thứ nhất, bánh của chúng ta được sử dụng là bánh 300-10. Mình xin phép mình xé bọc lốp này ra nhé, vì là xe mới ấy. Bánh là bánh 300-10 và khắc ở nhôm CNC và logo nhà máy Santong ở đây. Đấy, đã đổi thương hiệu logo thành màu đỏ để cho chúng ta nhìn cái xe khỏe khoắn hơn, thể thao hơn. Và cái màu sơn này khi mà đi ra ngoài ánh nắng nhé, chúng ta có thể thấy đổi màu theo cái chi tiết góc mình quay này. Đấy, cái màu sơn này khá là đắt tiền trên chiếc Santong M2. Đấy. Động cơ của phía đằng sau của chiếc xe này sẽ được sử dụng động cơ lên đến 1.200W, có giấy tờ đầy đủ khẳng định nhà máy Santong nhé. Và động cơ này sẽ được sử dụng động cơ kín chống nước hoàn toàn 100%. Nếu ai nói với mọi người là cái động cơ này
cần có quạt gió làm mát ý, thì anh em lên tìm hiểu kỹ càng về động cơ điện nhé. Động cơ điện không cần làm mát bằng quạt, và làm mát bằng quạt đấy hầu như là toàn những cái động cơ từ thời 20 mấy thôi nhá. Bây giờ đến 20 bao nhiêu rồi thì anh em cần phải xem xét lại kỹ càng. Nếu mà động cơ cần cần bằng quạt ấy thì người ta phải lắp cho xe đạp điện, đúng không ạ? Xe đạp điện nó kín để nó chạy qua nước được. Đấy, đấy là cái chúng ta cần lên cân nhắc. Một số đơn vị họ quảng cáo rất là đều. Đấy, được chưa ạ? Rồi, bây giờ đến chi tiết phần bên trong này. Cái ba tay mình sẽ gắp lên. Về phía đằng sau của chiếc ghế xe này sẽ có ghế màu xám và cũng có logo nhà máy Sơn Tông ở đây. Rồi, đèn xi nhan rất sắc led nhé. Anh em có thể nhìn thấy cụm đèn led không? Đấy. Giá thành của chiếc xe này cũng khá là cao. Đấy. Về ở phần thân xe đều là tôn hết. Anh em có thể thấy tiếng mình gõ. Và được sơn, có logo nhà máy Sơn Tông ở đây, nhìn rất là đẹp mắt nhé. Cái màu này là màu kem pha với màu xám titan, mình hay gọi là xám đổi màu được ấy. Đấy. Cái rèm này nếu chúng ta không thích, chúng ta có thể cuộn lên như thế này được. Đấy. Mọi người có thể thấy không? Đấy. Cuộn lên như thế này. Quá đẹp đúng không ạ? Đấy. Rất là gọn và đẹp. Về phần da ghế này, da ghế của chiếc xe Sơn Tông này rất là sắc nét và có logo rất đoan hoàng để cho chúng ta tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Chiếc xe này có một cái chức năng là phanh tay ở bên này. Mọi người có thể thấy không? Đấy, kéo phanh tay hoặc đạp phanh trên. Đấy. Và cái thùng đồ đằng sau này của chúng ta có thể là đi được hai người lớn, hoặc chúng ta mở ra để thành thùng chứa hàng được nhé. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem này. Đấy. Sơ ơi. Đây. Thế là chúng ta có một cái thùng chứa hàng cực kỳ là to và đẹp. Đó. Rồi. Với cái giá thành chiếc xe này cũng cực kỳ là khá là cao. Và hàng nhà mình luôn luôn sắn tại Hà Nội và Sài Gòn. Nên là mọi người cần cân nhắc trước khi qua xem trực tiếp để trải nghiệm thực tế đi. Để chúng ta đi xem nó khác nhau những cái gì chiếc xe trên thị trường không. Và đảm bảo luôn nhé, giá thành chiếc xe này khá là cao. Xe thì sẽ được sử dụng là 6 bình ắc quy, cung cấp quãng đường đâu đó từ 60 km cho một lần sạc. Đấy, vận tốc tối đa sẽ đạt được đến 40 km một giờ. Sạc đâu đó từ 8 đến 10 tiếng cho một lần. Đấy. Và xe em được thiết kế là, anh em thì nhìn thấy là kính rất là đẹp và sang trọng. Bây giờ mình sẽ bật thử cái gạt mưa bằng điện này lên cho mọi người xem nhé. Đó, mình đang tắt khóa rồi. Đấy, đi theo xe đều đầy đủ khóa điện tử. Chính hãng đến từ nhà máy Sơn Tông luôn ý. Đây. Hai hộp đồ. Rồi, bây giờ mình cần gạt bằng điện này. Đấy. Thì mình khuyên mọi người nếu mà gạt bằng cái cần này thì chúng ta cần có nước nhé. Đấy, mọi người thấy không? Cần gạt mưa bằng điện luôn. Rồi, giờ thì mọi người muốn mua sản phẩm này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0386791998. Giờ thì cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau của Đức Mario.